Với mọi người, đây là một gốc hoa giấy nhá. Cái gốc hoa giấy. Hoa giấy này là tím Huế. Đấy. Cái gốc này là do trồng ở bờ rào nên là cái điều kiện cái lúc mà phải xử lý cho nên là đánh di rời. Nên là mới cắt bỏ mất phí quá. Cái hồi cắt là chưa biết chơi hoa giấy. Nên bây giờ hoa giấy nó bắt đầu mới lại thích chơi, trồng vào đây. Đấy, trồng vào đây. Đấy, nhìn này. Bệ. Đấy, gốc này, gốc khủng chưa? Nhìn đấy, gốc này. Đấy, hang hốc. Hang hốc, lũa ở trong hang hốc. Kinh không? Đấy. Hôm nay là nay là ngày nay là tháng nay là tháng 11 năm 2018. Thế nên là mình muốn cắt một số tay để mình làm lại. Cái cây này thì mình cũng không, nếu là mục tiêu của mình nó chỉ là làm để sau này lên để tạo thành một cái bồng, một cái mái bồng ở trên là nó bung hoa thôi, thành một cái cây thôi, chứ không làm tay tán rích rắc gì cả. Đấy, hiện tại bây giờ thân cây nó trước đây bị cắt này, bây giờ nó có hai tay này. Đấy. Mình đang định để tay này mới tay này mới là tay này, cái này mình cắt vào đây. Đó. Đấy, cho nên là mình cắt vào cái tay này. Đấy, tạm thời là như thế. Đấy, anh em thì thạo hơn trong nghề thì có cái ý tưởng hay thì tự tư vấn cho mình, comment cho mình ở dưới video bên dưới. Đấy, đây mục hết rồi. Đấy, mục hết, lũa hết. Lũa hết này. Cái này là nếu mà tạo thành một cái tán tròn tròn xong rồi cho lên chậu mà nó bung hoa là cũng rất là đẹp. Đây, bục hết à. Đấy. Anh em mà thích giao lưu với mình thì đăng ký video ở bên dưới. Thì để mình có những cái video mới thì mình sẽ up lên để anh em xem. Đấy. Bây giờ tạm thời mình cắt bỏ cái cành này nhé. Đó. Tay này có nên để không nhỉ? Để cái này thì nó vật chéo quá. Cắt vào tay này. Đấy. Rồi. Tạm thời là còn để lại ba cái thân này. Ba cái tay này. Ba cái tay này khả năng là mình sẽ nuôi vọt lên. Nuôi vọt lên rồi xong rồi mình sẽ lại cắt tiếp. Này có thể để bây giờ cái tạm thời để ba cái thân này này đây. Gì sang năm, năm quay tiếp. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bạn nào các bạn ủng hộ mình thì đăng ấn và đăng ký cho mình nhá, giúp mình nhá, xin cảm ơn.